Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bất ngờ ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960, gặp thời phất mạnh, gánh lộc về nhà, trúng số liên tiếp, tiền vàng nghét nước két, phất lên làm đại gia. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tý sinh 1960 thân mến, vốn dĩ đời người là không như nguyện, chúng ta đều biết, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, thế nhưng thực tế lại thật phũ phàng, đa phần chúng ta chẳng những làm mãi ba đời không giàu, mà còn nợ ngập đầu ngập cổ, ba đời không trả hết, làm lụng ngày đêm dầm mưa, dãi nắng, mà vẫn sống trong cảnh nghèo khổ túng thiếu, chẳng biết ngày nào mới ngóc đầu lên được, khổ sở trăm đường. Tử Vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng giàu có và viên mãn. Những thành công mà bạn muốn có được thì phải phấn đấu không ngừng nghỉ, thậm chí sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Mới đây nhất khi xem Tử Vi cho 12 con giáp, thầy Tử Vi có chỉ rõ trong năm 2024 này, con giáp tuổi Canh Tý sinh 1960 vận trình sẽ có rất nhiều biến động lớn xoay chuyển theo chiều hướng tích cực, nhiều phúc, ít họa. May mắn và phúc lộc đầy nhà, cuộc sống của họ trong khoảng thời gian trước có thể sẽ khó khăn vất vả, đặc biệt là năm 2024 với tình hình biến động kinh tế chung của thế giới. Tuy nhiên, con giáp tuổi Canh Tý sinh 1960 đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm tới đây sẽ có vận trình khởi sắc trông thấy, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Bản mệnh hãy chủ động nắm bắt những cơ hội đến với mình để trở nên giàu có quý cô bác nhé. Nếu như quý cô bác tuổi Canh Tý không để ý mà bỏ lỡ những cơ hội trời ban này, thì quả thật là rất đáng tiếc cho con giáp này. Vậy chi tiết vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm sẽ ra sao? Con giáp này sẽ gặp được những may mắn nào trên con đường công danh sự nghiệp và làm cách nào để trong thời điểm này người tuổi Canh Tý có thể đón lành, tránh dữ, gặp nhiều may mắn, bình an, sung túc và giàu có ngút trời? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi chi tiết. Người tuổi Canh Tý sinh 1960, trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Tuổi Canh Tý cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông, thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe. Còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý, họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng, là người tháo giác, xuất sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Với đầu óc sáng tạo, thì người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ, những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Tuổi Canh Tý rất giỏi đưa ra lời khuyên hay những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao, những người cầm tinh con chuột. Được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo giác, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo đứng đầu, luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì vậy, nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng,
Trọng Phụng, nhờ những tính cách trên, cùng với sự kiên trì phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi. Nhưng đức tính ấy sẽ giúp cho công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang, thế nhưng lại không bao giờ chi tiêu hoang phí. Nhiều khi trong mắt những người xung quanh, họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy. Khi đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu thì sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, thế nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi. Trong tình yêu, tuổi Canh Tý vốn thông minh, lanh lợi, đa mưu, túc trí, lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp, có phần thông thả, đỡ vất vả hơn so với những năm trước, vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng. Thời vận của tuổi Canh Tý từ nay trở đi sẽ vô cùng vượng, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, công việc được quý nhân nâng đỡ, đều tiến triển một cách thuận lợi. Hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi mà Canh Tý luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương giúp đỡ. Về gia đạo, mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau, cho nên cuộc sống thường hòa thuận, vui vẻ, càng về già thì cuộc sống càng an nhàn, thảnh thơi hơn khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sức khỏe lại không được tốt, vì vậy cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Tuổi Canh Tý có tính cách thân thiện, gần gũi, quảng giao, nên dễ dàng kết bạn và tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Vì vậy, không thể phủ nhận, người ngoài luôn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ của những người tuổi Canh Tý và luôn được mọi người yêu quý. Họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt, tiết kiệm. Ở người tuổi Canh Tý chúng ta thấy một sự gần gũi, chăm chỉ và cần kiệm, nên họ được rất nhiều người xung quanh quý mến. Vẻ ngoài trầm lắng, kiệm lời và có phần nghiêm túc, nhưng thực tế bên trong, họ lại là những người vô cùng sôi nổi, vui vẻ, đôi lúc dễ bị kích động. Rất may khả năng tự kiềm chế bản thân của họ rất tốt. Họ thông minh, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo, nên luôn thổi một luồng gió mới cho công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Theo đánh giá chung thì tuổi Canh Tý đều có khả năng lãnh đạo. Đây cũng là bản tính vốn có trong con người họ. Khả năng lãnh đạo khi kết hợp cùng trí thông minh, sự lanh lợi và không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, giúp họ trở thành người có sức sống mãnh liệt, linh hoạt trong cuộc sống và luôn tìm ra phương hướng mới cho mọi vấn đề. Để tận dụng hiệu quả những khả năng của người tuổi Canh Tý thì họ nên làm ở một môi trường mới thoải mái linh hoạt. Một điều cực kỳ tuyệt vời đó là sự thích nghi với môi trường rất tốt. Họ không chỉ có óc sáng tạo mà khả năng ứng biến nhanh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, nên dù làm bất kỳ công việc gì thì họ cũng sẽ thu về thành quả nhất định. Đặc biệt, tuổi Canh Tý được đánh giá tốt trong lĩnh vực tài chính hoặc thể thao. Trong công việc làm ăn buôn bán, Canh Tý luôn có tầm nhìn xa nên rất dễ thành công. Người tuổi Canh Tý sinh 1960, thuộc mệnh Thổ, Bích Thượng Thổ, tức đất trên vách, là người trung thực, thẳng thắn và lạc quan. Họ sẽ không bị trầm cảm. Cho dù tình hình có khủng khiếp đến mức nào, họ có một phản ứng nhanh chóng và khả năng thích ứng môi trường mạnh mẽ. Họ đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Nhưng hầu hết những người tuổi Canh Tý đều tự cho mình là trung tâm. Họ luôn nghĩ về bản thân mình trước tiên. Họ thiếu kiên nhẫn hay nghi ngờ. Những người tuổi Canh Tý có ý chí tự lập mạnh mẽ và suy nghĩ trưởng thành ngay từ khi còn nhỏ. Vì vậy, họ thường tự lập nghiệp từ sớm, để không còn phải phụ thuộc vào cha mẹ. Nhờ vào điều này họ nhanh chóng có được cuộc sống an cư, lạc nghiệp vì luôn tò mò với thế giới xung quanh. Người tuổi Canh Tý thích dành thời gian để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới lạ khi giao tiếp với mọi người. Tuổi Canh Tý luôn tỏ ra khôn khéo và lịch thiệp, nên họ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Hơn thế nữa, người tuổi Canh Tý rất tốt bụng và luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nếu chăm chỉ hành thiện, tích đức thì họ sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn, sung sướng trong những năm tháng cuối đời. Theo tử vi trọn đời, tuổi Tý từ trung vận trở đi, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng yêu quý. Họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung sáng tạo trong công việc. Sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của Canh Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích trữ nhiều.
Cuộc sống êm ấm hạnh phúc, càng về già càng nhận được nhiều thành quả và phước báo, có cuộc sống giàu sang phú quý đủ đầy, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Nam mệnh tuổi Canh Tý, vào thời thơ ấu, nam mệnh tuổi Canh Tý có rất nhiều sóng gió, tới thời trung vận, họ cũng sẽ vượt qua nhiều trở ngại khó khăn trong cuộc đời. Vào khoảng thời gian này, có phần hy vọng đầy đủ về sự nghiệp công danh, về hậu vận thì an nhàn, sung sướng, cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Khi vào độ tuổi từ 30 trở đi, lúc này sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư giả hơn trong chuyện tiền bạc. Nữ mệnh tuổi Canh Tý, cuộc đời của nữ mệnh Canh Tý suôn sẻ, không có nhiều vất vả, càng về trung vận và hậu vận thì cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thì thường ấm no, hạnh phúc, do các thành viên trong gia đình vì biết giúp đỡ lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời cùng vun vén giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sức khỏe cũng khá tốt, ít ốm đau bệnh tật, nếu biết làm nhiều điều tốt, tích đức thì sẽ kéo dài tuổi thọ. Số mệnh của họ có phúc đức nên cuộc sống tạo nhiều cơ hội thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng. Vào trung vận, họ đã thấy kết quả của sự sung sướng, thảnh thơi và an nhàn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Tý sinh 1960 đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024. Bước vào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm của tuổi Canh Tý, báo hiệu một thời điểm đầy thuận lợi và suôn sẻ trong sự nghiệp. Mọi công việc trong tầm kiểm soát của bạn, không còn những lo lắng bất ngờ. Sự khiêm nhượng và cẩn trọng là điểm sáng nổi bật của bạn trong giai đoạn này. Bạn biết lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh, không chỉ để hoàn thiện công việc mà còn để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng sự ổn định và cân bằng. Nguyệt lệnh trường sinh mang lại cho bạn sự bình an trong tâm hồn, làm dịu lại mọi xáo trộn trong cuộc sống. Trái tim nhân hậu và quả ái giúp bạn vượt qua mọi sóng gió mà không để lại tổn thương. Bạn đã học cách buông bỏ, không để những điều nhỏ nhặt làm phiền lòng. Thời gian này, bạn trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết, biết quản trị cảm xúc, giữ được sự lạc quan và tỉnh táo. Điều này giúp bạn tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, giữ cho tâm hồn luôn nhẹ nhàng, từ đó tăng cường khả năng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Thời điểm này cũng là thời điểm bạn có cơ hội nhìn lại những gì đã qua với một cái nhìn thấu đáo hơn, những bất công hay hành xử không đúng từ người khác không còn làm bạn phiền lòng. Với tư duy tích cực, bạn trở nên sáng suốt hơn, biết cách xử lý mọi tình huống với sự khôn ngoan và bình tĩnh. Điều này không chỉ giúp các quyết định liên quan đến công việc của bạn trở nên thuận lợi, mà còn mang lại sự thành công và kết quả tốt đẹp. Về phương diện tình duyên, sao Bách Diệt chủ đào hoa chiếu mệnh, dự báo thời điểm này bạn sẽ đón nhận những khoảnh khắc tình cảm đặc biệt đối với những ai đang độc thân. Đây là thời gian của những cơ hội mới, những mối quan hệ đẹp đẽ, nảy nở. Tuy nhiên, với những người đã có gia đình, cần phải thật cẩn trọng, đôi khi sự đào hoa quá mức lại mang đến cám dỗ. Hãy giữ vững lòng chung thủy và tránh xa những điều có thể gây hại cho hạnh phúc gia đình bạn. Một bước đi sai lầm có thể ảnh hưởng lớn đến sự yên bình mà bạn đã xây dựng bấy lâu nay. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình, tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh 1960, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh 1960, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm, con giáp tuổi Canh Tý sẽ dành toàn bộ tâm huyết cho con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhìn lại và nhận ra rằng công việc không nên lấn át cả sức khỏe và tình cảm cá nhân, bản mệnh có thể dễ dàng rơi vào trạng thái mất cân bằng. Nếu không biết phân bổ thời gian hợp lý giữa công việc và cuộc sống, điên hãy lắng nghe cơ thể mình, dành thời gian nghỉ ngơi và hãy nhớ rằng cuộc sống là sự hòa hợp của nhiều yếu tố. Không chỉ mỗi thành công trong sự nghiệp, một cách để duy trì sự cân bằng đó là thiết lập kế hoạch làm việc chi tiết, phân chia thời gian rõ ràng cho từng công việc, từng mục tiêu. Việc lên kế hoạch này không chỉ giúp bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, mà còn giúp bạn kiểm soát cuộc sống một cách nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Thời điểm này cũng là cơ hội để bạn thể hiện quan điểm cá nhân một cách mạnh mẽ và rõ ràng hơn tại nơi làm việc, khi bạn bày tỏ ý kiến của mình với đồng nghiệp. Đừng ngại ngần hay lo sợ bị phản đối, điều này có thể mang lại cho bạn những kết quả bất ngờ, tạo ra sự tôn trọng và tín nhiệm từ những người xung quanh, mở ra những cơ hội mới đầy hứa hẹn. Ngoài ra, sự hiện diện của tam hội trong thời điểm này
cũng mang đến những cơ hội hợp tác đầy triển vọng. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm việc với những đối tác, chia sẻ cùng mục tiêu lý tưởng. Điều này sẽ giúp bạn thêm phần tự tin trong việc ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Những mối quan hệ mới này không chỉ thúc đẩy sự nghiệp của bạn, mà còn giúp bạn tạo ra mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển bền vững. Bên cạnh công việc, việc tham gia vào các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, thể thao hay các hoạt động thư giãn khác sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng một cách hiệu quả. Thậm chí trong những khoảnh khắc giải trí ấy, bạn có thể khám phá ra những tiềm năng ở ẩn sâu bên trong mình mà trước đây chưa từng nhận ra. Đây cũng là cơ hội để bạn cảm thấy mới mẻ, đầy sức sống hơn, giúp tinh thần phấn chấn trở lại. Trong chuyên môn, bạn sẽ được giao phó những nhiệm vụ mới đầy thú vị, đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng thích ứng cao. Sự xuất hiện của một người đồng hành mới, có thể là đồng nghiệp hoặc đối tác, sẽ giúp bạn vượt qua những giai đoạn trầm lắng nhờ sự cởi mở trong tư duy. Bạn sẽ sẵn sàng lắng nghe và cân nhắc những ý kiến mới mẻ, giúp công việc của mình tiến triển một cách tích cực và hiệu quả hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm, tài lộc của con giáp tuổi Canh Tý sẽ có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Đây là khoảng thời gian mà bạn sẽ tập trung nhiều vào việc lập kế hoạch tài chính cá nhân, đặc biệt là cho những dự án dài hạn mà bạn đã ấp ủ. Tuy nhiên, sự thận trọng trong quản lý tiền bạc là điều cần thiết. Vào lúc này, bạn cần ưu tiên việc tiết kiệm và đầu tư, thay vì tiêu xài vào những thứ xa xỉ không thực sự cần thiết. Đây không chỉ là cách bảo vệ tài sản của mình, mà còn giúp bạn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc hơn trong tương lai. Mặc dù bạn đang tập trung vào việc tiết kiệm, nhưng thời điểm này cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền mới. Điều quan trọng là đừng đánh giá thấp giá trị của bản thân, những kỹ năng, kiến thức và tài năng mà bạn đã tích lũy không nên bị lãng phí. Thay vào đó, hãy tận dụng chúng để tạo ra thu nhập. Đừng coi việc mình giỏi ở một lĩnh vực nào đó là điều đương nhiên, mà hãy tìm cách khai thác nó để mang lại lợi ích tài chính. Sự xuất hiện của thực thần trong thời điểm này là một điềm lành cho tài lộc của bạn. Những buổi gặp gỡ dù là trong các tình huống bình thường như một bữa ăn, cũng có thể trở thành cơ hội để bạn nảy sinh những ý tưởng mới mẻ, mang tính chất ra tiền. Đây là thời điểm mà những ý tưởng đó có thể giúp bạn thực hiện các kế hoạch tài chính một cách hiệu quả. Thậm chí những người bạn cũ, người thân hay đồng nghiệp hiện tại cũng có thể trở thành đối tác làm ăn trong tương lai, nếu hai bên có cùng chí hướng tạo ra sự kết nối mạnh mẽ và đầy tiềm năng. Tuy vậy, việc thành công về tài lộc không chỉ đến từ các cơ hội bên ngoài, mà còn nằm ở khả năng quản lý và sử dụng tài sản của bạn. Bạn cần biết chọn lọc các cơ hội đầu tư một cách thông minh, không nên quá vội vàng. Trước những lời mời gọi hấp dẫn, hãy để sự điềm tĩnh và sáng suốt dẫn lối giúp bạn duy trì tài chính ổn định và vững vàng hơn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Canh Tý sinh 1960, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Canh Tý trong thời điểm này có nhiều cung bậc cảm xúc, cần lưu ý đặc biệt khả năng quản lý cảm xúc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hài hòa trong các mối quan hệ. Thời điểm này, bạn cần khéo léo hơn trong việc bộc lộ cảm xúc cá nhân, tránh để những cảm xúc bộc phát không kiểm soát, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Hãy cân nhắc và thật cẩn trọng trước khi bày tỏ bất cứ điều gì, bởi những lời nói ra trong lúc thiếu tỉnh táo có thể làm rạn nứt mối quan hệ mà bạn đang vun đắp. Đáng chú ý, thời điểm này còn mang đến một điểm báo tích cực liên quan đến con cái. Nếu gia đình bạn đang mong chờ sự xuất hiện của một thành viên mới, hoặc có kế hoạch sinh con, đây là thời điểm vô cùng thuận lợi. Tử vi cho thấy, lộc con cái sẽ xuất hiện mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho những ai đang mong chờ. Tin vui trong việc sinh nở, đây cũng là cơ hội để gia đình thêm phần khăng khít và gắn bó trong niềm vui đón chào thành viên mới. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện trong tình duyên đều diễn ra suôn sẻ, sẽ có những lúc cả hai người xảy ra những tranh cãi nhỏ nhặt, những mâu thuẫn từ sự khác biệt trong suy nghĩ và cảm nhận. Thay vì căng thẳng hay cố gắng tranh thắng thua, hãy sử dụng những lúc đó để suy ngẫm lại mong muốn thật sự của bản thân trong mối quan hệ này. Điều gì đang khiến bạn phiền lòng? Liệu bạn có đang quá khắt khe với đối phương hay không? Đôi khi sự chia sẻ chân thành lại là chìa khóa giúp cả hai hiểu và cảm thông với nhau hơn. Việc duy trì một mối quan hệ yêu thương lâu dài không chỉ dựa vào tình cảm ban đầu, mà còn cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và đặc biệt là khả năng lắng nghe. Đừng cảm thấy mình phải luôn tỏ ra mạnh mẽ,
bởi đôi khi việc chia sẻ những cảm xúc thật lòng sẽ làm đối phương thêm hiểu và quý trọng bạn hơn. Hãy tin rằng sự đồng cảm và chia sẻ là điều cần thiết để giúp cả hai vượt qua những thử thách trong mối quan hệ, giúp tình yêu thêm bền chặt. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm. Sức khỏe của con giáp tuổi Canh Tý đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm có những dấu hiệu không mấy khả quan. Bạn có thể cảm nhận được cơ thể mình dễ bị khô khan từ họng, mũi cho đến làn da. Những triệu chứng này có thể làm bạn cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, việc bổ sung đủ nước cho cơ thể là vô cùng quan trọng. Đừng đợi đến khi cảm thấy khát mới uống, mà hãy tạo thói quen uống nước đều đặn. Để duy trì sự cân bằng và độ ẩm cho cơ thể, thời tiết thay đổi cũng làm làn da trở nên khô ráp hơn. Bạn cần chú ý đến việc dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể. Sử dụng kem dưỡng ẩm thường xuyên không chỉ giúp da bạn mềm mại mà còn bảo vệ khỏi những tác động từ môi trường. Đừng quên rằng ngay cả trong những ngày râm mát, việc sử dụng kem chống nắng vẫn rất cần thiết. Thói quen này sẽ giúp bạn bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV vốn vẫn tồn tại ngay cả khi trời không nắng gắt. Áp lực công việc có thể khiến bạn dễ dàng rơi vào trạng thái làm việc quá sức mà không hề nhận ra. Khi bạn tập trung cao độ vào công việc, có thể bạn khó có thể dứt ra. Điều này khiến cơ thể dần kiệt quệ mà tinh thần cũng trở nên mệt mỏi hơn. Hãy biết khi nào cần dừng lại để cho cơ thể và tinh thần có thời gian nghỉ ngơi tái tạo năng lượng. Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng báo động mới nghĩ đến việc nghỉ ngơi, với kiệt sức sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe lâu dài. Sự xuất hiện của nhị hắc nhập cung Đông Nam trong thời điểm này là một lời cảnh báo về tình trạng sức khỏe. Theo phong thủy, điềm báo này cho thấy con giáp tuổi Canh Tý có nguy cơ gặp phải các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như cảm lạnh, viêm họng hay các bệnh về phổi. Chính vì vậy, hãy chú ý đến việc giữ ấm cơ thể khi thời tiết trở lạnh, đặc biệt vào buổi tối hoặc sáng sớm. Cũng đừng quên tăng cường sức đề kháng bằng việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Ngoài ra, hãy lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn. Đôi khi việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là ngăn chặn bệnh tật, mà còn là cách bạn yêu thương và quan tâm đến chính mình. Một chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp với nghỉ ngơi đầy đủ và thư giãn tinh thần sẽ giúp bạn vượt qua thời điểm này một cách khỏe mạnh và an toàn hơn. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Canh Tý sinh 1960 từ sau 15 năm tháng 10 âm lịch 2024. Khẩu quyết: hãy tự lực vì đó là cách để bạn trưởng thành nhanh nhất. Quý nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Thân và Hợi. Màu sắc may mắn là màu tím và màu trắng. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết những cơ hội và thay đổi đáng chú ý cùng với cẩm nang dượng vận đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm của tuổi Canh Tý sinh 1960. Điều này sẽ giúp cho quý bản mệnh biết được thời điểm nào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch sẽ xuất hiện cơ hội vàng. Đầu tiên là tử vi từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh 1960. Khoảng thời gian này do chịu tác động của hung tinh ngũ quỷ, công việc trong đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm của người tuổi Canh Tý không được lý tưởng cho lắm. Với tính chất lặp đi lặp lại và thiếu động lực trầm trọng, Canh Tý bắt đầu có cảm giác chán môi trường làm việc hiện tại và muốn chuyển đổi để có cơ hội mới. Trong quá trình làm việc, bản mệnh cũng gặp không ít khó khăn. Con giáp này không gặp vấn đề về chuyên môn trong công việc, nhưng khi làm theo nhóm, phải kết hợp với nhau thì lại có khúc mắc do mỗi người một ý, không chịu lắng nghe ý kiến của tập thể. Tài lộc có phần giảm sút, khó tránh khỏi tình trạng hao tài, tốn của. Có nhiều thời điểm trong thời điểm này, bản mệnh được các tinh ứng cứu, mang tới nguồn thu nhập không hề tồi. Tuy nhiên các việc chi tiêu phát sinh quá nhiều, nên tiền vào tay rồi lại đi ngay, khó mà tích lũy. Được chuyện tình cảm cũng gây ra không ít muộn phiền cho tuổi Canh Tý. Người độc thân dù đã dành thời gian gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa thực sự khiến bản mệnh rung động. Tổn thương trong quá khứ vẫn hằn sâu trong tâm trí, khiến bạn khó mở lòng với người khác. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đen và màu xanh da trời. Con số may mắn là 68, 70, 22 và 41. Tiếp theo là tử vi từ ngày 25 đến hết tháng của tuổi Canh Tý sinh 1960. Tử vi đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm của 12 con giáp cho biết,
Khoảng thời gian này người tuổi Canh Tý có sự chủ động hơn nên vận trình cũng có đôi chút chuyển biến, tuy chưa thực sự đột phá, nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng. Nhìn chung, Canh Tý đang cố gắng thoát khỏi vùng an toàn của chính mình và ra sức thử nghiệm nhiều vai trò mới trong tập thể. Nhiều người xung quanh đều có thể cảm nhận rõ ràng, Canh Tý đang dần giũ bỏ hình tượng cứng nhắc của mình để trở nên năng động, hoạt bát và sáng tạo hơn. Đây được xem là sự thay đổi lớn nhất mà bạn có được trong khoảng thời gian này. Nếu Canh Tý có thể duy trì tinh thần lạc quan như hiện tại, bạn sẽ sớm đón nhận được nhiều tin vui. Tuy nhiên, tiểu hao cảnh báo nguy cơ mất tiền trong khoảng thời gian này, bản mệnh vẫn nên thận trọng hơn trong việc kinh doanh. Chi tiêu thời gian này không thích hợp để dồn quá nhiều tiền vào một dự án mạo hiểm, các việc liên quan tới giấy tờ, sổ sách cũng nên rạch ròi. Phương diện tình cảm có chút ảm đạm khi không có dấu hiệu nào cho thấy có cơ hội thăng hoa, thậm chí các cặp đôi liên tiếp xích mích, mâu thuẫn và cảm thấy thất vọng về nhau. Sự bất mãn này đã có từ lâu, chẳng qua là được dịp này thì bùng phát dữ dội mà thôi. Quý nhân là tuổi Sửu và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu xanh dương và màu trắng. Con số may mắn là 99, 80, 64 và 21. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần, mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Canh Tý sinh 1960 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Tượng Thiềm Thừ phong thủy. Thiềm Thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Canh Tý sinh 1960, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí. Ta đặt Tỳ Hưu ở các hướng tốt trong nhà như sanh khí, thiên y, diên niên phục dị, nhất là hướng sinh khí, thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Canh Tý sinh 1960 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà. Vì vậy, Tỳ Hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Canh Tý sinh 1960. Tượng Chuột phong thủy. Hình ảnh con chuột nằm trên đống tiền hoặc là các thỏi vàng chuột ngậm đồng tiền chính là biểu tượng cầu mong nhận được nhiều phúc lộc tài, mong muốn tài lộc luôn dồi dào, cuộc sống đầy đủ và dư dả hơn cho người tuổi Canh Tý sinh 1960. Hơn thế nữa, nó còn có ngụ ý tài lộc sẽ không ngừng gia tăng cao hơn, phát đạt hơn. Do đó, nhiều người thường đặt tượng chuột vào huyệt tài lộc ở trong nhà để cầu mong gia đình mình luôn tấn tài, tấn lộc. Tượng Khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết đời xưa, khi có một sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó, chưa chắc con người đã bị kiệt. Ngoài ra, thì còn được coi là con vật may mắn. Từ hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm, với từ hầu một tước vị quyền quý. Bởi vậy, trong nhiều tranh vẽ tượng khỉ, thì hình tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu phòng chất tước cho người tuổi Canh Tý sinh 1960. Tượng Rồng phong thủy. Là con vật đứng đầu trong các loài thú lành, nên ngoài việc quá sát rồng, còn tăng cường phát huy quyền lực, người có chức vụ cao dùng nó có hiệu quả càng lớn. Ngoài ra, rất phù hợp cho người tuổi Canh Tý sinh 1960 làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị, giúp chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Tượng Cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn. Con cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm vô song, trong truyền thuyết dược vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Canh Tý sinh 1960. Rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật trấn giữ bốn phương. Những con rùa canh giữ phương Bắc, đại diện cho mệnh thủy, và con số 1 theo quan niệm xưa, phương Bắc là nơi thu hút tiền tài từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Canh Tý sinh 1960. Sư tử phong thủy.
Nói một cách đơn giản, sư tử phong thủy có tác dụng trừ tà khí, sát khí cho người tuổi Canh Tý sinh 1960. Ý nghĩa của nó đối với tài khí chính là ở điểm có thể bài trừ trở ngại. Tiền tài làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng. Ngày nay, những nơi sử dụng sư tử phong thủy nhiều nhất là các cơ quan doanh nghiệp. Người tuổi Canh Tý sinh 1960 đặt một đôi sư tử ngay trước cổng lớn để có thể bài trừ vô số các trở ngại gây ra cho công việc. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.